Thưa quý vị, đứng đằng sau Xuân Thành đây là một đồng chí cán bộ công an, một nữ cán bộ công an. Chị ấy cũng là một trong những người rất là hay kết nối các đoàn từ thiện đến với Hà Giang để giúp đỡ cho bà con nhân dân vùng cao. Chị cuối, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết thì là trong cái quá trình công tác chị tới các thôn bản với vùng ở các thôn bản ở trên địa bàn huyện Mèo Vạc ấy, thì khi mà nhìn thấy người dân có cái cuộc sống như vậy, có phải xuất phát từ cái đó thì chị đã đứng ra kêu gọi kết nối các đoàn từ thiện không ạ? Trong những năm qua thì bản thân tôi thì làm ở phòng cảnh sát hình sự. Dạ vâng. Thì khi mà đi công tác thì vào những địa bàn cũng rất là khó khăn, thì biết được là nhân dân ở đây rất là khó khăn. Dạ vâng. Và trực tiếp là tôi cũng kết nối được rất là nhiều các cái tấm lòng từ thiện. Dạ vâng. Và đã cũng giúp đỡ cho nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc. Dạ. Là những cái nhu yếu phẩm. Dạ vâng. Rồi là giường. Dạ vâng. Rồi là cũng kết nối các em ở tận trong Sài Gòn để... Dạ vâng. Nghĩa là sẽ đi khảo sát để xem là những cái trường hợp nào mà khó khăn ở những cái gì thì là sẽ giúp đỡ. Vậy là giúp đỡ đấy. Đây là giúp đỡ thêm cả tiền để mua bột đá. Dạ vâng. Rồi là làm giường cho chăn màn nhu yếu phẩm cho nhân dân. Đấy. Em cũng được biết là mọi người cũng có nói về chị, và ngoài cái công tác, ngoài cái công việc chuyên môn về đảm bảo an ninh trật tự xã hội, thế thì ngoài ra thì chị cũng là một người luôn quan tâm tới những cái hoạt động để giúp đỡ bà con vùng cao như thế, thì em cũng mong là chị luôn có một cái sức khỏe thật tuyệt vời và dành nhiều thời gian hơn nữa, thứ nhất là trách nhiệm trong công việc, và cái thứ hai nữa là cái tình thương dành cho bà con, thì mong là chị sẽ có nhiều cái hoạt động để giúp đỡ cho bà con hơn nữa. Xin chào quý vị và các bạn, lúc này Xuân Thành lại đang có mặt tại thôn Xín Thầu, vẫn là xã Khâu Vai. Đây thì là chuẩn bị diễn ra lễ khởi công trình con đường vào thôn Xín Thầu. Thưa quý vị, cái công trình này là do đoàn thiện nguyện áo ấm đêm đông đến từ tỉnh Hưng Yên và Hải Dương cùng kết hợp, và có cả công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì và dịch vụ Đại Lợi. Chương trình này do cô Phạm Nhan ở Mèo Vạc kết nối. Hiện tại thì lúc này bà con tới tham dự thì cũng khá là đông rồi, và cả các cháu nhỏ nữa. Mọi người có thể nhìn thấy phía hướng tay tôi chỉ đấy ạ. Đấy, bà con nhân dân và các cháu nhỏ. Bình thường ấy thì đây chính là cái nơi mà bà con canh tác trồng ngô, hoa màu. Đấy, và cũng là cái sân chơi của các cháu nhỏ vùng cao luôn. Không giấu gì mọi người, cái dự án và cái mong muốn của Xuân Thành ấy là sắp tới là sẽ đi tổ chức chương trình game show trò chơi tại các thôn bản cho các cháu nhỏ. Tôi sẽ dạy cho các cháu nhỏ chơi những trò chơi dân gian ở những tỉnh vùng đồng bằng Bắc Bộ. Và phía sau tôi, đây chính là cô Phạm Nhan, là một người rất là hay tổ chức kêu gọi ủng hộ giúp đỡ cho đồng bào vùng cao xây nhà này, đấy, và có cả giường ngủ này, bánh kẹo này. Và đây là đồng chí là chủ tịch ủy ban xã. Vâng, vâng. À, vâng. À, anh tên là gì ạ? Tên là Mua. À, vâng, anh Mua, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khâu Vai. Theo như anh chia sẻ thì trên địa bàn xã Khâu Vai lúc này thì còn rất là nhiều những hộ gia đình khó khăn, và bên cạnh đó thì cũng còn có một số thôn xóm là chưa có đường bê tông, đường dốc rất là nguy hiểm, và đặc biệt nhất là vào những cái ngày mưa thì là đường đất trơn trượt, đúng không? Bà con đi bộ còn khó chứ nói gì đến đi xe, đúng không ạ? Anh có thể chia sẻ cho mọi người biết thêm là hiện tại trên địa bàn Khâu Vai thì là có bao nhiêu dân tộc anh em sinh sống, và cái khó khăn của người dân ở đây là gì ạ? Đối với trên địa bàn xã Khâu Vai thì là hiện nay là có 7 dân tộc sinh sống. Dạ vâng. Còn cái khu vực ở đây thì đặc biệt là dân tộc Mông. Thôn Xín Thầu này. Thôn Xín Thầu đặc biệt là dân tộc Mông. Dân tộc Mông là 100% dân tộc Mông. Về cái điều kiện sinh hoạt cũng như là điều kiện lao động sản xuất của bà con thì rất là khó khăn. Dạ vâng. Đấy, trong một năm thì cũng chỉ trồng mỗi vụ là vụ ngô thôi. Dạ vâng. Về cái điều kiện sinh hoạt của bà con là như vậy. Dạ vâng. Cái thứ hai nữa là về đối với các cháu ấy, thì là với cái điều kiện là ở trên vùng cao là đa số là đá, do vậy là điều kiện đi lại cũng như là học hành của các cháu là rất là khó khăn, rất là vất vả. Đấy, điều kiện hôm nay cũng được cái sự kêu gọi của đồng chí Nhan thì các con sẽ có một cái tuyến đường mới và khang trang hơn, và cũng phục vụ cho bà con trong lao động sản xuất, sẽ giúp đỡ cho bà con nhân dân đi lại thuận tiện hơn, đúng không ạ? Dạ vâng. Xin được cảm ơn anh Mua, chủ tịch ủy ban nhân dân xã Khâu Vai. Thưa quý vị, đối với cán bộ vùng cao ấy, không đơn giản như ở cán bộ vùng thấp đâu,
vùng cao thì họ có rất là nhiều việc để làm. Quan trọng nhất là cái khâu tuyên truyền về đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, hoặc là kể cả ngay như là cái việc là tuyên truyền vận động cho con em của đồng bào dân tộc đi học ấy. Thế thì nhiều khi là các đồng chí cán bộ lãnh đạo địa phương họ cũng rất là vất vả trong cái việc là tuyên truyền. Đấy, chưa nói đến về cái vấn đề là do điều kiện ở trên cao nguyên đá thì toàn đá, rất là ít để canh tác. Thế nhiều khi là bà con nhân dân cũng rất là khó có thể phát triển được kinh tế. Đấy cũng chỉ là cái nỗi lo, đấy cũng là cái nỗi niềm của các đồng chí lãnh đạo địa phương. Và em cũng hy vọng là trong thời gian tới thì chính quyền xã sẽ tuyên truyền để cho bà con nhân dân có thể đi lao động tại những khu công nghiệp ở các tỉnh vùng đồng bằng như là Bắc Ninh này, hay là Hải Dương, Hưng Yên hay là Vĩnh Phúc. Thì em nghĩ là so với cái việc mà bà con mà trồng ngô ở đây ấy, thì theo như em tìm hiểu và làm phép tính ấy, thì em thấy là lỗ so với cái việc là không trồng ngô. Đấy, tức là cái số tiền bỏ ra để mua giống này và làm cơm để mời mọi người đến ăn. Đấy, thì thực sự là ít nhất là phải có 3 lần. Lần trồng này, đấy, lần đi sới cỏ đúng không ạ? Vun, à, đấy, vun ngô, xong là lần nữa là thu hoạch. Thì nguyên cái tiền là mời hàng xóm đến giúp đỡ thì cái tiền đấy cũng tốn rất là nhiều rồi để mua thức ăn mà. Chưa nói là cái tiền giống, tiền phân đạm, đấy, còn chưa nói vấn đề là mất mùa. Thì cũng mong là sắp tới thì là chính quyền xã sẽ kêu gọi bà con thì làm sao là tức là chúng ta sẽ thoát ly ở cái suy nghĩ đấy, để cho bà con là cố gắng đi lao động, đi làm công ty. Có một chút như thế này, trong năm vừa qua thì dạ vâng. Từ đầu năm thì xã cũng xây dựng ban hành kế hoạch cũng đi tuyên truyền cho các người dân, dạ vâng. Cũng phối hợp với đặc biệt là phòng lao động thương binh xã hội huyện, dạ vâng. Với lại phối hợp với các công ty, dạ vâng. Chúng tôi là trong từ đầu năm giờ là tuyên truyền trên địa bàn là 12 thôn và dạ vâng. Số đi lao động xuất khẩu cũng như là trong và ngoài tỉnh, dạ vâng. Thời điểm hiện tại là hơn 600. Hơn 600 lao động. Vâng, hơn 600 lao động là đi các công ty. Thì về cái điều kiện sinh sống như anh cũng biết về cái đây. Thì đặc biệt chỉ có một vụ ngô thì cũng không thể là giải quyết được một vấn đề, nó chỉ là một cái trước mắt thôi. Đúng rồi. Đấy, chủ yếu là đi lao động để lao động thì mới có nguồn thu nhập, có nguồn thu nhập thì bà con mới thoát thoát nghèo được. Đúng rồi. Mới hỗ trợ được. Thế là ngoài cái sự hỗ trợ của nhà nước và các mạnh thường quân thì chắc chắn là bà con nhân dân là cũng phải tự mình đi lên, đúng không ạ? Vâng. Một lần nữa xin được cảm ơn lời chia sẻ của anh rất nhiều và chúc anh luôn mạnh khỏe và đặc biệt là mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an để cống hiến cho cái công tác an sinh xã hội của địa phương vùng núi xã Khâu Vai. Một lần nữa xin được cảm ơn anh ạ. Vâng. Thưa quý vị, lúc này thì cũng đã chuẩn bị tới thời gian diễn ra lễ khởi công rồi. Bà con nhân dân thì cũng đã tới đông và đoàn từ thiện cũng vậy. Thưa quý vị, đây là chính là những cái anh trong đoàn từ thiện ở Hải Dương, Hưng Yên. Đấy, và có cả công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất bao bì và dịch vụ Đại Lợi. Công ty này ở Hưng Yên này hay ở đâu nhỉ? Công ty Đại Lợi này hỏi chỗ chị nhé. À, thế có nghĩa là hai đoàn là kết hợp ạ? Dạ, xin chào anh ạ. Anh có thể cho em biết là anh đến Hà Giang nhiều lần chưa? Và đến về liên quan đến hoạt động thiện nguyện thì cũng nhiều chưa? Hiện thì đoàn áo ấm đêm đông đến lần này là lần thứ 3 thiện nguyện cho cái đất Mèo Vạc. Dạ vâng. Thế thì trong hai lần trước thì anh em cũng đã đến đây rồi. Dạ vâng. Lần thứ nhất thì anh em cũng vào một cái thôn phía sâu bên trong này. Dạ vâng. Và cũng đã hỗ trợ được bà con xây mới được 3 căn nhà. Dạ vâng. Sửa một căn và hỗ trợ công tiền công cho 2 căn. Dạ vâng. Thế lần thứ hai thì vào năm 2022. Dạ vâng. Thì anh em cũng đến đây và cũng đã hỗ trợ được bà con một cái nguồn vật liệu để làm cái một cung đường dài khoảng 800m, rộng 1m2, dày 10cm. Dạ vâng. Tốt. Và trong cái lần này thì anh em cũng đã sắp xếp lên trên này và hỗ trợ cho bà con trong xã. Dạ vâng. Để được 2 cung đường. Dạ vâng. Cung đường thứ nhất thì một đoạn là dài khoảng 1 cây mốt. Dạ vâng. Và cũng theo quy cách là rộng 1m2, dày 10cm. Và đây là chuẩn bị cho cái lễ khởi công của cái cung đường tiếp theo là cũng là cung đường thứ 3 mà đoàn đã hỗ trợ. Thì là cung đường này dài 800m, rộng 1m2 và dày 10cm. Đấy, tinh thần là anh em cũng đã trải qua 3 lần lên tới Hà Giang và giúp bà con trong cái lễ xã Khâu Vai này. Anh có thể chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà tới Hà Giang, đây là lần thứ 3, thì chắc hẳn là khi mà được nhìn thấy cái khung cảnh này
về cuộc sống của người dân ở đây, về cái điều kiện, về những cái ngôi nhà và cả những cái con đường đi, thì anh có cảm nhận gì và anh có cái mong muốn trong tương lai là sẽ giúp đỡ bà con như thế nào ạ? Về thực tâm ấy thì mình có một cái không hẳn là cứ bắt buộc phải lên trên đây, nhưng mà ngay kể cả khi mà từ cái người kết nối và anh em cũng đã cảm nhận qua rất nhiều cái hình ảnh. Dạ vâng. Thì cũng có một cái thật sự là xúc động và cũng muốn chia sẻ một chút cái chân tình của anh em với bà con vùng trên vùng cao này. Dạ vâng. Và cũng muốn là có điều kiện để làm được nhiều hơn nữa. Dạ vâng. Nhiều hơn nữa cho bà con. Dạ vâng. Không chỉ ở Khâu Vai mà cũng có thể rất nhiều xã khác. Dạ vâng. Của Hà Giang. Dạ vâng. Đấy, và cái đó thì cũng theo thời gian từng năm từng năm anh em sẽ sắp xếp và cũng sẽ cố gắng kết nối và sẽ chia sẻ với bà con. Dạ vâng. Thì không giấu gì anh, thì em cũng là một người là dành rất là nhiều thời gian và tình cảm đặc biệt cho bà con và các cháu nhỏ vùng cao. Thế thì em cũng hay có những hoạt động từ thiện, kêu gọi mọi người ủng hộ để giúp đỡ bà con về quần áo ấm hay là về những cái căn nhà, cũng như mọi người, cũng như là những cái hoạt động mà các anh đang làm. Thì thực sự là em cảm thấy rất là vui khi mà hàng ngày đến các thôn bản thì không phải đi trên những con đường gồ ghề khó đi nữa, không phải là đường đất đường đá nữa, mà là những con đường bê tông, hay là những cái ngôi nhà của người dân, không phải là những cái ngôi nhà tạm nữa. Chúng ta gọi là những ngôi nhà tạm, nhưng đối với họ thì đấy là cả một cái ngôi nhà để có thể là cái nơi trú ngụ và sinh sống cho cả một gia đình. Thế thì nhiều những cái gia đình ấy là họ làm tạm bằng những cái tấm ván hoặc là phên tre để ghép lại với nhau, thì có rất là nhiều những cái khe hở, mùa đông thì gió rét. Em mà thực sự là khi được nhìn thấy ngôi nhà của bà con được xây dựng nhờ vào sự giúp đỡ của các anh chị cũng như là nhiều mạnh thường quân khác ấy, thì thực sự là em thấy cũng rất là vui. Đấy. Và hy vọng là trong thời gian tới là sẽ được gặp anh cũng như là các anh các chị trong đoàn đến với Hà Giang chúng em. Thì thứ nhất là giúp đỡ cho bà con nhân dân vùng cao. Và cái thứ hai là em cũng mong muốn là các anh các chị khi mà được trải nghiệm phong cảnh đẹp tuyệt vời của Hà Giang thì sẽ lan tỏa tới người thân bạn bè để kêu gọi mọi người đến với Hà Giang để được trải nghiệm. Tôi, chúng tôi cũng mong là như vậy. Dạ dạ vâng. Một lần nữa xin cảm ơn chia sẻ của anh rất nhiều. Xin cảm ơn. Dạ dạ vâng. Thưa quý vị, đứng đằng sau Xuân Thành đây là một đồng chí cán bộ công an, một nữ cán bộ công an. Chị ấy cũng là một trong những người rất là hay kết nối các đoàn từ thiện đến với Hà Giang để giúp đỡ cho bà con nhân dân vùng cao. Chị cuối, chị có thể chia sẻ cho mọi người biết thì là trong cái quá trình công tác chị tới các thôn bản với vùng ở các thôn bản ở trên địa bàn huyện Mèo Vạc ấy, thì khi mà nhìn thấy người dân có cái cuộc sống như vậy, có phải xuất phát từ cái đó thì chị đã đứng ra kêu gọi kết nối các đoàn từ thiện không ạ? Trong những năm qua thì bản thân tôi thì làm ở phòng cảnh sát hình sự. Dạ vâng. Thì khi mà đi công tác thì vào những địa bàn cũng rất là khó khăn, thì biết được là nhân dân ở đây rất là khó khăn. Dạ vâng. Và trực tiếp là tôi cũng kết nối được rất là nhiều các cái tấm lòng từ thiện. Dạ vâng. Và đã cũng giúp đỡ cho nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc. Dạ. Là những cái nhu yếu phẩm. Dạ vâng. Rồi là giường. Dạ vâng. Rồi là cũng kết nối các em ở tận trong Sài Gòn để... Dạ vâng. Nghĩa là sẽ đi khảo sát để xem là những cái trường hợp nào mà khó khăn ở những cái gì thì là sẽ giúp đỡ. Vậy là giúp đỡ đấy. Đây là giúp đỡ thêm cả tiền để mua bột đá. Dạ vâng. Rồi là làm giường cho chăn màn nhu yếu phẩm cho nhân dân. Đấy. Em cũng được biết là mọi người cũng có nói về chị, và ngoài cái công tác, ngoài cái công việc chuyên môn về đảm bảo an ninh trật tự xã hội, đấy, thì ngoài ra thì chị cũng là một người luôn quan tâm tới những cái hoạt động để giúp đỡ bà con vùng cao như thế. Thì em cũng mong là chị luôn có một cái sức khỏe thật tuyệt vời và dành nhiều thời gian hơn nữa. Thứ nhất là trách nhiệm trong công việc, và cái thứ hai nữa là cái tình thương dành cho bà con, thì mong là chị sẽ có nhiều cái hoạt động để giúp đỡ cho bà con hơn nữa. Và một lần nữa xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng. Dạ vâng. Dạ vâng. Thưa quý vị, lúc này đây thì lễ khởi công công trình con đường và thôn Xín Thầu đang chuẩn bị diễn ra. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón xem những hình ảnh. Chúng tôi đồng chí Nguyễn Văn Thắng, trưởng đoàn áo ấm và đêm đông. Thưa toàn thể các anh chị trong đoàn, thay mặt cho các ủy chính quyền địa phương và bà con nhân dân thôn Xín Thầu, rất là cảm ơn những tấm lòng của các anh chị đến với xã Khâu Vai
báo cáo với anh chị em trong đoàn là cái thôn Xính Thầu là có hơn 80 hộ và hơn 500 nhân khẩu, cũng là một cái thôn mà núi đá của xã Khâu Vai. Thì hôm nay thì cũng rất là vui phấn khởi được các anh chị đến đây đến những tấm lòng đấy, góp những cái kinh phí cho bà con nhân dân là thôn Xính Thầu mở cái tuyến đường dài khoảng 800 mét. Thì thay mặt cho các ủy chính quyền và bà con nhân dân thôn Xính Thầu xin được chân thành cảm ơn các anh chị trong đoàn. Xin được chúc các anh chị trong đoàn có một chuyến lên thăm xã Khâu Vai luôn luôn mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin được chân thành cảm ơn các anh chị. Thì, con đường mà Xuân Thành cùng mọi người đang đi ấy, là cái con đường mà quen thuộc, người dân hàng ngày họ vẫn đi. Đấy. Và tôi tin là sau một thời gian nữa thì người dân chính thức là chỉ một thời gian ngắn nữa thôi thì người dân sẽ chính thức là có con đường bê tông để đi. Góp phần vào việc là giao thông thuận tiện đi lại thì bà con đi lại cũng đỡ vất vả. Các cháu học sinh cũng vậy mà các cô giáo vào bản dạy cũng vậy. Đấy. Ngày hôm nay thì chính thức khởi công thì chắc là với cái tuyến đường này tôi nghĩ là chỉ rơi vào khoảng tầm một tháng. Một tháng gì đấy thì là sẽ làm xong. Bởi vì về cái mặt bằng thì hiện tại bà con này cũng đập đá để trải ra đường cũng khá là bằng rồi. Giờ chỉ cần đổ mỗi bê tông nữa thôi. À, thưa quý vị, may quá cái trận mưa đá hôm nọ thì không biết ở đây có bị ảnh hưởng không. Nhưng mà thấy cây ngô là vẫn bình thường như thế này thì mừng cho bà con quá. Chứ cái hôm vừa rồi, cách đây khoảng tầm một tuần, trận mưa đá lịch sử, phải thừa nhận là lịch sử, trên bốn huyện cao nguyên đá, có những cái nơi mà đá rơi trắng xóa cả một ngọn núi. Thì hôm đấy thì tôi cứ nghĩ là ngô của bà con là sẽ bị đá rơi làm hỏng hết ngô. Đấy, nghĩ là bà con bị mất mùa nhưng mà may quá nhìn như thế này là không bị ảnh hưởng gì rồi. Bởi vì mọi người bảo cả năm người ta mới có mỗi một vụ ngô. Đấy, mà không may mà bị mất mùa thì bà con lại đói. Đấy, mà lúc này thì mọi người đang là sau khi mà đã phát biểu xong rồi thì giờ là mọi người là có những cái nhát cuốc xẻng đầu tiên đấy, để cào đất đá để làm đường đấy. Và chủ yếu là cái việc thi công này thì sẽ do bà con nhân dân nơi đây họ làm đấy, còn các đoàn từ thiện là họ ủng hộ về kinh phí để có nước thi công lên con đường này thì là họ sẽ phải dùng xe máy để đi chở nơi khác đến. Thưa với mọi người là nước uống đã khan hiếm rồi đấy. Thế nhiều khi làm được cái con đường ở đây nó quá là vất vả. Tôi chưa nói về cái vấn đề là vận chuyển vào đây vất vả như thế nào, mà tôi chỉ nói đơn cử là có nước để trộn bột đá với lại đá vào với nhau để có thể làm bê tông, làm đường bê tông đã đủ vất vả rồi. Đấy. Bà con thì cũng rất là phấn khởi. Một lần nữa Xuân Thành xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và những hình ảnh này thì cũng đã chính thức khép lại hình ảnh mà ngày hôm nay chương trình lễ khởi công thôn Xín Thầu, xã Khâu Vai. Xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn đối với kênh YouTube Xuân Thành Hà Giang, cũng như những hoạt động thiện nguyện mà Xuân Thành dành cho trẻ con và đồng bào vùng cao. Một lần nữa xin được cảm ơn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Trong lúc các đồng chí lãnh đạo địa phương cũng như là đoàn từ thiện phát biểu lễ khởi công thì các thành viên ở trong đoàn này cũng đang tranh thủ thời gian để chụp ảnh lưu niệm với các cháu nhỏ. Có thể nói là cái trang phục mà các bạn ấy đang mặc ấy, đây chính là cái trang phục của người Mông. Các bạn ấy vẫn giữ được cái nét của người dân tộc mình. Có điều là theo như tôi nhìn thấy thì có một số cháu là đôi dép đã bị mòn. Đấy. Có một số cháu đôi dép đã bị mòn và một số cháu vừa nãy tôi nhìn thấy là còn không có dép để đi cơ. Thế thì qua đây thì tôi cũng xin được kêu gọi mọi người tham gia ủng hộ quỹ sống để sẻ chia của Xuân Thành để giúp Xuân Thành có kinh phí mua dép tặng cho các cháu nhỏ có dép để đi. Nếu như là một đôi dép bình thường mà chúng ta đi ở đường vùng đồng bằng ấy, thì nó sẽ được lâu hơn so với cái việc mà chúng ta đi dép ở trên những cái con đường như thế này. Bởi vì đường ở đây thì đi lại nó rất là khó khăn và dốc, lại xong rồi lại còn đá.
Thế thì nhiều khi là chúng ta đi được một thời gian thì cái đôi dép là nó sẽ bị rách, đấy là cái chuyện bình thường. Thế thì mong là mọi người phát tâm ủng hộ giúp đỡ cho các con có những đôi dép để đi. Và hy vọng là mùa hè năm nay tôi sẽ kêu gọi được 5.000 đôi dép để tặng cho các cháu nhỏ ở các thôn bản trên 4 huyện cao nguyên đá Đồng Văn. các thanh niên đang thả lai. May quá hôm nay thời tiết mát chị ạ. Thanh niên này đang mày ăn nên là không thích chụp ảnh. Ôi cháu gái xinh quá nhỉ.